Trung Tường Auto, vua gầm cao, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây chính là ngã ba giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và Trung Tường Auto là một trong những đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe gầm cao đã qua sử dụng. Đó có thể là những thương hiệu đến từ Toyota, Hyundai hoặc có thể là Honda. Và ngày hôm nay thì Trung Tường Auto sẽ bắt được lên sóng và giới thiệu và chào bán từ quý anh chị hai mẫu xe của nhà Hyundai. Đó chính là chiếc xe sản xuất năm 2020, Hyundai Santa Fe sử dụng động cơ dầu và đây là bản Premium. Chiếc xe thì mang biển tỉnh, về số km thì chiếc xe lăn bánh được là 2,4 vạn, đó cũng chính là số km thực tế chiếc xe này đã lăn bánh. Và trong quá trình sử dụng thì chiếc xe cũng được chủ cũ là chăm chút cũng như là luôn luôn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thì toàn bộ quá trình bảo trì bảo dưỡng là được thực hiện tại chính hãng. Và nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này, anh chị có thể gọi điện đến số hotline của Trung Tường Auto trên màn hình, hoặc anh chị có thể đến với Trung Tường Auto tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt, với thời gian làm việc là từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ hàng ngày. Và chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Tường Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 165 triệu. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Tường Auto, anh chị vẫn hoàn toàn có thể sử dụng những gói vay tài chính, và vô số tiền anh chị chỉ cần bỏ ra đâu đó là tối thiểu tương đương của 3% giá trị giao dịch. Chẳng hạn như trên chiếc xe này, anh chị sẽ bỏ ra đâu đó khoảng tầm 350 triệu đến khoảng 360 triệu là đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Hyundai Santa Fe bản sử dụng động cơ dầu Premium và sản xuất năm 2020, mang biển tỉnh. Và chiếc xe thứ hai mà Trung Tường Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2020. Và chiếc xe này thì mang biển tỉnh, lăn bánh được là 3,3 vạn. Và chiếc xe cũng có lịch sử bảo trì bảo dưỡng là được lưu lại hãng, đó chính là các đại lý chính hãng của Hyundai. Và chiếc xe cũng đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Tường Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 165 triệu. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Tường Auto thì Trung Tường Auto sẽ cam kết quý anh chị hai điều. Thứ nhất đó là về chất lượng, đó chiếc xe không đâm đụng, ảnh hưởng cái kết cấu khung gầm sắt xi, không ngấm nước, và đó chiếc xe minh bạch mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không còn nguội. Tất cả những điều trên thì Trung Tường Auto sẽ cam kết quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới với showroom của Trung Tường Auto tại 495 đường Hoàng Quốc Việt để được xem xe, trải nghiệm và cùng đánh giá cũng như là đưa ra những thỏa thuận để giúp cho Trung Tường Auto có thể được phục vụ những khách hàng tiếp theo với những chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 sử dụng động cơ dầu và đều là những phiên bản Premium. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.